bóng xi nhan, đó là bóng LED T1030. Bên mình đang bán với giá là 75.000 bóng. Và cái cục chớp điện tử thì bên mình đang bán với giá là 100.000 đồng. Thì bóng LED bên mình sẽ bảo hành cho các bạn đó là 3 tháng và được đổi trả trong vòng 7 ngày. Nghĩa là các bạn không ưng cái bóng LED đó thì đổi trả 7 ngày. Rồi cục chớp cũng vậy luôn, cũng được đổi trả 7 ngày. Chào các bạn, chào mừng các bạn lại với Xem Shop, mình là Dương. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn thay bóng LED tại nhà. Thì bóng LED ở đây là bóng LED dành cho xi nhan hoặc là đề mi cũng được. Thì tất cả đặc điểm chung của những dòng xe đang sử dụng bóng halogen là bóng sợi tóc các bạn. Đây là bóng sợi tóc nè. Đây là bóng sợi tóc. Nếu mà các bạn muốn chuyển qua LED thì cái điều bắt buộc đó là các bạn phải thay một cục chớp. Thì cục chớp này nó sẽ có tác dụng á, đó là nháy xi nhan của các bạn nè. Cục chớp nó sẽ có tác dụng là làm cho xi nhan của bạn nhấp nháy. Đó là cục chớp. Thì mỗi dòng bóng thì nó sẽ có một cái loại chớp phù hợp. Thì như xe zin, các bạn sẽ có một chớp zin theo hãng. Thì cái chớp zin này nó chỉ nháy được cái bóng halogen thôi. Còn nếu khi mà các bạn thay qua bóng LED mà các bạn không thay chớp thì nó sẽ có tình trạng là khi một xi nhan nó sẽ luôn sáng mà nó không nháy. Thì đó, nhiều bạn cũng hay thắc mắc và liên hệ với shop mình hỏi là tại sao thay bóng LED vô mà cái xi nhan nó sáng hoài à, nó không nháy như zin. Thì đó là bạn phải cần thay một cục chớp. Hầu như tất cả dòng xe sử dụng bóng halogen nó sẽ sử dụng chung sản phẩm là bóng LED và chớp. Thì xe nào nó cũng giống như nào, những dòng xe phổ thông như Setter nè, Black nè, AB nè, Quay đó, nó sử dụng chung sản phẩm. Thì nó chỉ khác nhau ở chỗ là cái vị trí đặt cục chớp nó nằm tại vị trí nào trên xe thôi. Thì quan trọng các bạn sẽ kiếm được vị trí đó, là các bạn thay cục chớp là các bạn thay được cái bóng xi nhan nó dễ dàng. Bây giờ đối với những dòng xe Winner nè, cái cục chớp đó nó sẽ nằm trên phần đầu đèn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo viên áo Winner ra và cho các bạn cục chớp nó hình dạng như thế nào. Rồi, đây là cục chớp của xe Winner. Mình sẽ lấy nó ra, có lớp bao su. Đây, chớp Winner nè, đây chớp zin, các bạn rút nó ra. Đó, các bạn gắn cục chớp điện tử vào, đây là cục chớp điện tử. Gắn vào. Nó sẽ như zin luôn nha các bạn. Thì cái chớp này nó hay ở chỗ là nó sẽ vừa sử dụng được bóng zin của bạn và vừa sử dụng được bóng LED. Là nếu mà các bạn trường hợp mà các bạn xe các bạn á, hay các bạn khi xi nhan mà nó luôn sáng trước và sau thì nghĩ là nó bị chết cục này. Các bạn thay cục này qua thôi. Đó, thì cục này nó sẽ điều chỉnh được cái tốc độ nháy của xi nhan của bạn luôn. Bây giờ mình đang sử dụng bóng zin nè. Ở trên đây nó sẽ có cái nấc chỉnh cho các bạn. Bây giờ phải bật xi nhan nè. Đây, đây tốc độ chớp như bình thường nè. Nếu các bạn muốn chỉnh nhanh hơn hoặc là chậm hơn của bóng xi nhan zin, các bạn có thể dùng một cái vít dẹp này. Ở đây sẽ có phần chỉnh cho các bạn. Bạn đưa vít dẹp vào, bạn quay ngược chiều kim đồng hồ là nó sẽ nhanh hơn. Bây giờ muốn nhanh hơn nữa nè. Nhanh hơn nữa nè. Nhanh hơn nữa nè. Đó, các bạn muốn chậm hơn các bạn quay cùng chiều cái đồng hồ nó sẽ chậm hơn dần. Đó, các bạn sẽ điều chỉnh được cái tốc độ. Khi các bạn chỉnh ok rồi thì các bạn cứ đi như đó, các bạn gài lại như zin là xong. Chỉnh rất là đơn giản. Khi thay cục chớp các bạn lưu ý nha, trên chớp, trên phần chớp nó sẽ có cái cho các bạn đó là phần cao su. Cái cao su gài các bạn gỡ nó ra, bạn gỡ cao su gài này ra, sau đó các bạn sẽ gắn vào lại cục chớp zin này, cục chớp điện tử này để các bạn gài lại đúng cái vị trí zin của xe. Đó, các bạn gài lại, sau đó các bạn gài lại vị trí zin nè. Rồi, xong, easy. Rồi, bây giờ tiếp theo là tính thay bóng xi nhan của xe Winner. Các bạn không cần tháo gì cả. Đối với xi nhan trước thì các bạn sẽ luồn tay vào đây. Đây vị trí xi nhan nè, bạn nhớ vị trí này nha. Các bạn luồn tay dưới lên. Nó có một cái chân dắt vậy, các bạn nhích nhích mà thấy bóng nhích là đúng là nó rồi đó. Các bạn xoay cùng chiều cái đồng hồ là các bạn sẽ thấy được bóng xi nhan ra nè. Đó, rút ra nè. Thì dưới đây sẽ lò đặt cái chân bóng xi nhan của bạn ở đây. Bạn rút cái bóng này ra. Bạn gắn bóng LED vào. Đó. Là xong. Các bạn gắn vào lại. Thì khi mà các bạn gắn vào lại á, bạn ghim vào rồi thì bạn sẽ xoay ngược về bên trái thì nó sẽ gà lại trong cái phần xi nhan này. Mình sẽ gà lại. Thì đó là cách thay bóng trước. Thì mình sẽ thay trước bóng. Bây giờ mình sẽ qua hướng dẫn các bạn về thay bóng sau. Sau đó mình sẽ tự thay tất cả ha. Bóng sau thì nó đơn giản hơn bóng trước nữa các bạn. Thì các bạn mở yên xe lên thì các bạn nhìn vô trong đây thì nó sẽ có chân bóng xi nhan luôn. Thì các bạn sẽ gỡ ra, bạn xoay. Các bạn xoay bên trái cũng được, các bạn xoay bên phải, nó sẽ ra cái chân xi nhan. Rồi sau đó bạn rút ra, ghim vào lại. Rồi, ghim vào lại và xong. Bạn test lại thì coi nó sáng chưa nha. Đó, nếu nó sáng rồi thì ok. Ok, đó là cách các bạn thay bóng xi nhan. Rồi,
thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì đa số móc xi nhan xe nào cũng vậy, các bạn cứ tháo ra ghim bóng lại là nó sẽ sáng rất là dễ. Thì những cái phần thay này mình khuyên các bạn nên thay tại nhà. Tại vì sao? Thì thứ nhất là rất là đơn giản. Cái thứ hai, bạn sẽ hiểu biết hơn một xíu về xe của các bạn. Khi mà các bạn làm những lắp thêm những cái phụ kiện đồ chơi xe các bạn lên xe các bạn thấy cảm giác các bạn sẽ yêu xe bạn hơn được một xíu nữa. Thì từ nay về sau mình sẽ ưu tiên sẽ quay những cái video mà những sản phẩm đơn giản sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt tại nhà để các bạn có thể tự mày mò về chiếc xe của mình. Nếu mà có gặp trường hợp nào mà khó quá, các bạn không biết làm sao hay không biết cái vị trí chớp như thế nào, nằm ở đâu, rồi bóng xi nhan thay làm sao, các bạn có thể liên hệ qua Zalo kỹ thuật của tụi mình. Mình sẽ hỗ trợ các bạn qua Zalo hoặc là gọi video trực tiếp để mình hỗ trợ các bạn luôn. Thì đó, thì tóm lại thì mình vẫn khuyên các bạn là nên thay tại nhà để cho các bạn biết thêm về cái xe của bạn. Rồi ok, thì hiện tại cái bóng xi nhan đó là bóng LED T130, bên mình đang bán với giá là 75.000 bóng. Và cái cục chớp điện tử thì bên mình đang bán với giá là 100.000 đồng. Thì bóng LED bên mình sẽ bảo hành cho các bạn đó là 3 tháng và được đổi trả trong vòng 7 ngày. Nghĩa là các bạn không ưng cái bóng LED đó có thể đổi trả 7 ngày. Rồi cục chớp cũng vậy luôn, cũng được đổi trả 7 ngày. Cục chớp này là cục chớp V2, nó là giá nó sẽ cao hơn giá của mẫu chớp V1 cũ mình là 20.000 đồng. Chớp cũ là 80, cục chớp này là 100.000 đồng. Nhưng bù lại thì nó bảo hành cho các bạn tới 1 năm. Mà các bạn lưu ý một xíu nha, là đối với những cái đồ điện tử các bạn mua thì nên mua những sản phẩm nào có bảo hành. Tại vì đồ điện tử nó có một đặc điểm, đó là nó sẽ chết ngang bất cứ lúc nào. Nghĩa là các bạn đang lắp có thể nó chết luôn, hoặc là các bạn lắp vài ngày hoặc là vài tháng nó sẽ chết ngang luôn. Thì bạn nên chọn mua những sản phẩm nào mà nó có bảo hành, để cho các bạn nếu mà nó lỗi thì ví dụ lỗi thì bạn cứ qua shop mình sẽ bảo hành cho các bạn cái sản phẩm mới nếu trong thời gian bảo hành đó. Thì đó là cái lưu ý của mình ha. Rồi ok, đó là toàn bộ nội dung video ngày hôm nay. Nếu các bạn có thắc mắc gì về sản phẩm, các bạn hãy comment bên dưới, mình sẽ đáp cho các bạn nha. Bye bye.